Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay thì hôm nay anh em mình sẽ cùng quay lại một cái challenge mà anh em mình đã từng làm rồi, đó là Eli Hop. Thì nếu như tất cả các bạn đã xem kênh mình thì tất cả các bạn sẽ thấy mình có một cái video là làm về cái challenge Eli Hop, gọi là bắn ra bài tỉnh giấc được bao nhiêu cái. Thì hôm nay trong cái video này thì anh em mình sẽ cùng thử cố gắng bắn nhiều nhất cái chiêu đồng bài tỉnh giấc đó, thì để xem coi là tôi cùng với tất cả các bạn thử là làm được bao nhiêu cái nha. Và nếu như tất cả các bạn đã chinh phục được chiêu đồng bài tỉnh giấc này rồi thì tất cả các bạn có thể làm cùng tôi nha. Ok, và bây giờ thì thử thôi. Cái này thì tôi sẽ không có để số nó chạy, nhưng mà tất cả các bạn sẽ cùng đếm cùng với tôi nha. Ok, trước. Ok, quên, tôi nghĩ là tôi sẽ đeo bao tay vô để cho nó có cái gọi là nó giảm ma sát, đúng không, cho nó đỡ rát tay thôi. Tại vì bắn ra bài tỉnh giấc thì nó sẽ ma sát dày rất là nhiều. Quên, ma sát tay rất là nhiều luôn. Tại vì nếu mà không đeo bao tay á, tại vì tay tôi nó ra mồ hôi, tất cả các bạn nếu mà không đeo bao tay thì nó sẽ rất là rát, và kiểu hồi thậm chí là nó sẽ bị xước luôn. Nói chung là đeo bao tay nói chung là an toàn cho mình thôi. Ok, và bây giờ thì rồi, bắn rồi bài tỉnh giấc thôi. Check. Tôi mỏi tay quá. Tất cả các bạn đã thử chưa? Ok, thì thực sự là nó sẽ giúp cho cái việc này, nó sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể làm chị Eli Hop một cách đẹp hơn và chắc hơn nữa đó. Ok, và tất cả các bạn đã thử chưa? Cái này thì tất cả các bạn có thể thử với đồng đội của mình, hoặc là làm thử thách với lại bạn bè của mình khi mà chơi vô chung nha. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. See ya.